Mạch biến đổi Digital Analog DAC. Một mạch biến đổi Digital Analog biến đổi một đại lượng Digital ở ngõ vào thành một đại lượng Analog ở ngõ ra. Thí dụ, ta cần điều khiển một động cơ điện bằng máy tính, các tín hiệu Digital cần được biến đổi thành điện áp điều khiển Analog. Việc biến đổi một đại lượng Digital thành một đại lượng Analog thông thường được tiến hành ở hai tầng như hình minh họa. Đầu tiên, các trị số Digital nhị phân như trong hình dưới đây. Trong mạch DAC được biến đổi thành từng trị số điện áp ở ngõ ra của DAC như sau. Có đồ thị hình bậc thang. Thông thường, ngay sau DAC, ta có một mạch lọc thông thấp, thuật ngữ tiếng Anh là Low Pass Filter, để làm nhẵn đồ thị hình bậc thang. Ở ngõ ra của mạch RC, ta được một tín hiệu analog đã được làm nhẵn như hình. Người ta phân biệt DAC thành 3 loại như sau. Biến đổi trực tiếp, biến đổi theo phương pháp cân, biến đổi theo phương pháp đếm. Mạch biến đổi trực tiếp cung cấp các điện áp ở ngõ ra bằng một phân áp, một bộ giải mã 1N, hay còn gọi là bộ dồn kênh multiplexer, chọn điện áp tương ứng với trị số Digital. Phương pháp này rất nhanh, tuy nhiên phức tạp hơn các phương pháp khác. Trong thực tế, người ta hay dùng phương pháp cân, trong đó một bộ khuếch đại thuật toán OP-AMP như sau, được dùng như mạch cộng như trong hình. Cho các phần điện áp tương ứng với giá trị của tín hiệu số được cộng lại, các tín hiệu đã được mã hóa 8421 như trong hình. Được biến đổi và phân cấp thành các phần điện áp tương ứng theo tỷ lệ, các công tắc S1 đến S4 như trong hình trên, có thể thay thế bằng các transistor. Với phương pháp đếm, ta chỉ cần một công tắc duy nhất được đóng và mở theo chu kỳ. Các trị số Digital sẽ xác định các tỷ lệ giữa độ rộng xung và chiều dài chu kỳ xung, thuật ngữ tiếng Anh là per duty factor, tương ứng với trung bình cộng của đại lượng analog ở ngõ ra UA. Phương pháp rất đơn giản, dễ thực hiện, mặc dù cần thời gian biến đổi lớn nhất. Với các IC, phương pháp này được thực hiện dễ dàng hơn.